Thì các chú đến đây với chúng cháu. Đấy, có chú đây là chú Tiến. Đấy, chú Hương đó. Vâng. Thế thì cháu xin hỏi chú Tiến là chú nhà ở đâu ạ? Chú nhà xóm Quần Thông, Đậm Đà. Vâng ạ. Chú Hương là chú ở Đồng Bằng phải không ạ? Vâng. Vâng. Thế thì qua cái một buổi thì hôm qua chú Tiến điều trị ở chỗ cháu thì chú thấy và cái chú điều trị cái tay của chú là phải không? Chú cho biết là trước khi chú đến đây thì chú điều trị thì cái tay của chú là tình trạng như thế nào ạ? Bản thân chú thì hôm qua chú vào nhà cháu chữa cái tay của chú là theo như chẩn đoán của bác sĩ, chú bị vương cơ khớp tay phải, tay thì không dơ được thẳng. Đấy là bây giờ điều trị nhà cháu một buổi, tôi cảm thấy là rất ổn định. Bây giờ là đây này, tay chú rất là dơ, rất ok. Đấy, cảm nhận là chả biết là mọi người là không biết, nhưng mà bản thân chú thì cảm thấy là cái điều trị vật lý trị liệu của cháu là chú thấy là rất là tốt, Và rất là cảm ơn các cháu. qua một buổi thì chú thấy là đã đỡ được bao nhiêu phần trăm ạ? Của chú thì được 70% rồi. 70%. Và thế thì một buổi như thế thì chú cảm thấy là cái phương pháp của cháu nó rất là ok, thì chú đã giới thiệu chú Hường đến phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Tôi Đấy. thì tôi đã chữa, tôi cảm thấy rất là hài lòng Vâng. với cái phương pháp điều trị.